Xin chào tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 và cũng là ngày đầu tiên của tháng mới. Cho nên thì Quang cũng xin chúc các anh chị có một tháng 5 thật là hoành tráng, thật là nhiều năng lượng và gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống nha. Đó, và ngày hôm nay cũng là ngày quốc tế lao động đúng không ạ? Thì chắc hẳn là các anh chị cũng đang chuẩn bị cho mình một ngày làm việc tiếp tục trong tháng 5 này. Đó, và ngày mai những anh chị nào đi làm thì chúng ta sẽ có một cái khởi đầu thật là hoành tráng, thật là vui vẻ. Còn những anh chị nào mà những bạn nào mà đang đi học á, thì ngày mai chúng ta lại bắt đầu một cái cuộc hành trình mới để chinh phục những cái nấc thang mới trên con đường học tập của mình đúng không ạ? Và trong chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tiền, anh chị sẽ nói về tiền và chúng ta sẽ nói về một chút về luật hấp dẫn đúng không ạ, một chút về luật hấp dẫn. Và chúng ta sẽ và story này thì nó sẽ có 10 buổi livestream và chúng ta sẽ nói về từng phương pháp để chúng ta có thể thu hút những cái tiền tài vật chất đến với cuộc sống của mình một cách đơn giản hơn, dễ dàng hơn đúng không ạ? Nếu như mà các anh chị thật sự mong muốn là thu hút thật nhiều tiền bạc đến với mình một cách tự nhiên và đơn giản hơn thì có lẽ rằng là trong tất cả chúng ta hiện nay đa số mọi người thì đối với tiền bạc thì có lẽ là một vấn đề đau đầu nhất của chúng ta đúng không ạ? Người ta nói rằng là tiền thì không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng mà mọi thứ quan trọng mà chúng ta cần thì đều cần có tiền đúng không ạ? Và tiền bạc thì không phải là thứ mà các anh chị yêu thích nhất đâu đúng không ạ? Nhưng mà những người mà chúng ta yêu thương thì đều cần đến tiền để chăm sóc đúng không ạ? Và sau nhiều năm vất vả về tiền thì Quang mới thực sự ngộ ra rằng là giữa chúng ta và tiền bạc thì cũng có mối quan hệ giống như là giữa bản thân mình với sức khỏe vậy đúng không ạ? Hay là mối quan hệ giữa bản thân mình với lại hạnh phúc vậy đúng không ạ? Và sự giàu có nằm ở chính bên trong mỗi con người chúng ta, nhưng mà chúng ta lại không biết cách hoặc là chưa biết cách vận hành nó đúng không ạ? Hoặc là chưa biết cách để xây dựng một cái mối quan hệ tốt đẹp giữa tiền với chúng ta, cho nên thì tiền vẫn chưa đến với chúng ta nhiều như là chúng ta mong đợi đúng không ạ? Và làm sao để chúng ta có thể xây dựng được cái sự liên kết này một cách chặt chẽ hơn và tốt đẹp hơn làm sao các anh chị? Thì tiền bạc thì giống như là một cái dòng chảy vậy các anh chị, giống như một cái dòng chảy giữa đại dương vậy. Điều quan trọng là chúng ta xây dựng được một cái mối quan hệ mật thiết để khơi thông dòng chảy này và khiến cho tiền bạc luôn luôn chảy qua chúng ta một cách tự nhiên và thoải mái nhất đúng không ạ? Vì vậy á, mà khi nắm giữ được những cái bí mật về tiền bạc thì chúng ta sẽ thu hút nó chứ không cần phải theo đuổi nó mỗi ngày giống như chúng ta đang làm hiện tại đúng không ạ? Và bản thân Quang cũng vậy. Bản thân Quang thì Quang xây dựng buổi livestream như thế này, những cái series livestream như thế này thì không nhằm mục đích là để dạy dỗ ai hết mà là tự dạy chính mình các anh chị, tự dạy chính mình thông qua những cái bài học mà Quang đã học được. Và Quang cũng mong muốn là chia sẻ lại, mục đích là để mình tự học các anh chị và tự rèn luyện chính mình. Người ta thường nói là thường là nói cái gì thì cái đó sẽ đến đúng không ạ? Và Quang thích tiền cho nên Quang sẽ nói nhiều về nó đúng không ạ, trong tháng 5 này đúng không ạ? Và sau khi hiểu ra những điều này thì Quang đã học tập và nghiên cứu và đã đang ứng dụng 10 nguyên tắc bí mật rất quan trọng để biến cho chúng ta trở thành một cục 500 thu hút tiền bạc các anh chị, giúp cho các anh chị thoát khỏi những cái bế tắc, những cái trở ngại và thành công trong việc là thu hút dòng tiền tới cho chúng ta đúng không ạ? Nhưng mà điều quan trọng nhất sẽ khiến cho các anh chị cảm thấy hứng thú đó là 10 nguyên tắc này thì cực kỳ đơn giản các anh chị, 10 nguyên tắc này thì cực kỳ đơn giản và chúng ta có thể áp dụng ngay lập tức các anh chị, có thể áp dụng ngay lập tức và nhận thấy ngay những kết quả kỳ diệu và nhiệm màu sẽ xảy ra trong cuộc sống của các anh chị ngay hôm nay đúng không ạ?
Và nếu như các chị đang xem video này là video đầu tiên thì có lẽ rằng là vũ trụ đã chỉ dẫn cho các chị tìm đến cái chuỗi series này đó. Và các chị hãy xem hết 10 video này và thực hành ngay để các chị có thể nhận thấy những cái kết quả nhiệm màu trong cuộc sống của mình sẽ diễn ra từng ngày từng ngày từng ngày, đúng không ạ? Rồi, và series này sẽ được đặt tên là Bạn và Tiền, đúng không ạ? Bạn và Tiền, để cho chúng ta có một cái mối liên hệ mật thiết giống như những người bạn với nhau, đúng không ạ? Và tên series này thì được một nhà tâm linh học, nhà nghiên cứu và ứng dụng luật hấp dẫn tên là Joe Vital cái gì đã đặt tên cho khóa học của ông ta. Và cho nên thì Quang cũng sẽ dùng nó để đặt tên cho 10 series về 10 nguyên tắc quan trọng về tiền bạc này. Và chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi cái bức tranh tài chính của chúng ta ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ, đúng không ạ? Thông qua 10 bí mật quan trọng này mà các anh chị có thể ứng dụng vào trong cuộc sống của mình hàng ngày, đúng không ạ? Rồi, và trong video đầu tiên này thì chúng ta sẽ nói về phương pháp tổng quát các anh chị. Nói về phương pháp tổng quát, phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn để thu hút tiền bạc này có tên là modeling các anh chị, modeling hay còn gọi là phương pháp mô phỏng lại. Trong mỗi video, trong suốt các 10 series này thì chúng ta sẽ luôn sẽ có 3 phần các anh chị. Luôn có 3 phần nha. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ nói về tại sao chúng ta phải sử dụng phương pháp này, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ đưa ra những cái dẫn chứng, ví dụ và minh chứng cho các anh chị thấy là tại sao phương pháp này nó là hiệu quả, đúng không ạ? Và phương pháp và phần thứ ba đó chính là một phần rất quan trọng và sẽ giúp cho các anh chị thực hành phương pháp này. Vì vậy là mỗi video mà các anh chị xem từ đầu tới cuối, vì vậy mỗi video thì các anh chị hãy xem từ đầu tới cuối và lưu lại và nhớ thực hành theo cùng với Quang để chúng ta có thể đạt được những cái mục tiêu và tài chính trong thời gian sắp tới nha. Rồi, và Quang cũng xin nhắc lại với các anh chị là các anh chị có thể nhận ra kết quả nhiệm màu ngay khi chúng ta ứng dụng những bí mật quan trọng này. Và bây giờ thì trong video này thì chúng ta sẽ nói về phương pháp mô phỏng modeling, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ tới phần đầu tiên, đó chính là tại sao lại là cần mô phỏng lại, đúng không ạ? Và có phải là các anh chị có phải là nếu như các anh chị muốn thu hút điều gì thì các anh chị phải có cùng tần số rung động với năng lượng đó, đúng không ạ? Chúng ta đã biết rằng là khi nói về tần số rung động của con người á, thì nếu các anh chị muốn có sức khỏe tốt thì các anh chị phải có tần số rung động của một người có sức khỏe tốt, đúng không ạ? Nếu các anh chị muốn có hạnh phúc thì các anh chị phải có tần số rung động của một người hạnh phúc, đúng không ạ? Và điều này có nghĩa là nếu các anh chị muốn thu hút tiền bạc thì các anh chị phải có tần số rung động với người có nhiều tiền, đúng không ạ? Vậy thì làm sao để chúng ta có cùng tần số rung động với tiền bạc bây giờ đây? Chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp gọi là phương pháp mô phỏng modeling. Hay nói một cách đơn giản thì đó chính là một cái phương pháp bắt chước các anh chị. Phương pháp bắt chước các anh chị. Phương pháp này có nghĩa là gì ạ? Nếu các anh chị muốn có nghĩa là nếu như các anh chị muốn trở thành một người thành công và giàu có thì các anh chị phải mô phỏng theo cái cách của người thành công đã làm trước đó, rồi sau đó chúng ta áp dụng những nguyên tắc mà họ đã áp dụng để thu hút tiền bạc về phía mình, đúng không ạ? Và theo luật hấp dẫn á, thì các anh chị muốn thành công điều gì thì các anh chị phải có cùng tần số rung động với điều đó để hỗ trợ cho sự thành công này, đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để mà tần số rung động, chúng ta có những cái tần số rung động của sự thành công bây giờ, không ạ? Làm thế nào ạ? Theo như anh chị thì làm thế nào ạ? Các anh chị có thể comment xuống video này để chúng ta cũng có thể học hỏi lẫn nhau nha, đúng không ạ? Rồi, vậy thì theo Quang á, thì để có những cái tần số rung động của sự thành công nè, của tiền bạc nè, sự giàu có nè, thì chúng ta sẽ có phương pháp gọi là phương pháp mô phỏng modeling hay còn gọi là phương pháp bắt chước này là rất quan trọng các anh chị. Để làm gì ạ? Để khi mà chúng ta chưa thành công, chúng ta chưa có nhiều tiền bạc, nhưng chúng ta có thể là ứng dụng những cái suy nghĩ và có cảm xúc như những người thành công, thì lúc này các anh chị sẽ có chung tần số với họ, chung tần số rung động với họ,
và có thể là thu hút tiền bạc về phía mình một cách dễ dàng hơn. Dễ dàng ở đây không phải là theo cái phương pháp nào dễ dàng hơn, mà chúng ta sẽ có cái cảm giác là tiền bạc sẽ tới đến với mình nhiều hơn, và mình sẽ có cảm xúc tốt hơn, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là những dẫn chứng cho những điều này là gì, đúng không ạ? Ví dụ như các chị nhìn vào một người thành công và các chị thấy là họ có những cái đặc điểm, những cái thói quen giống như là dậy sớm nè, như là thích tập thể dục nè, như là thích là viết mục tiêu ra giấy nè, như là tập trung vào những cái ước mơ, đúng không ạ? Như là lên kế hoạch làm việc mỗi ngày, như là tập trung vào, như là họ tập trung vào những việc quan trọng nè, họ thích duy trì những cái thói quen, những cái kỷ luật tốt nè, họ tập trung và họ kiên trì với điều đó cho đến cùng, các anh chị. Đây là những đặc điểm của những người thành công, và việc của chúng ta là mô phỏng lại những cái đặc điểm này. Và nếu như chúng ta muốn có tần số rung động giống như họ, thì chúng ta chỉ cần là làm gì ạ? Chỉ việc là bắt chước theo những đặc điểm đó thôi, đúng không ạ? Bắt chước theo là được. Không hẳn là hoàn toàn, nhưng chúng ta hãy bắt chước theo những cái đặc điểm, những cái thói quen của họ hàng ngày, đúng không ạ? Và để có thể hoàn thành được cái việc bắt chước này thì cái tính thì cần làm, cần cái tính tự giác, cái gì thì tính tự giác này, kỷ luật này là một trong những yếu tố quan trọng, rất quan trọng, các anh chị. Và có rất nhiều người họ đã biết những cái thói quen này của những người thành công, biết về đặc điểm của những người thành công, nhưng họ lại không đủ kiên trì, không đủ kỷ luật để có thể thực hiện lại những cái điều này, các anh chị. Đúng không ạ? Họ chỉ có thể là làm được trong vòng một vài ngày, thậm chí là sau một tuần thôi, tuần sau lại đâu lại vào đấy, đúng không ạ? Vì vậy á, kể từ ngày hôm nay các anh chị đã biết những cái đặc điểm đó rồi á, thì các anh chị sẽ làm gì ạ? Các anh chị sẽ luyện tập cho mình những cái đặc điểm và những cái thói quen như vậy, đúng không ạ? Và các anh chị sẽ đọc nhiều sách hơn, các anh chị sẽ lên kế hoạch trước mỗi ngày, các anh chị sẽ viết mục tiêu ra, các anh chị sẽ tuân thủ và các anh chị sẽ kỷ luật hơn mỗi ngày, đúng không ạ? Tốt hơn mỗi ngày 1%, đúng không ạ? Better 1%, đúng không ạ? Vậy thì họ có những tư duy như thế nào ạ? Những người thành công á thì họ có tư duy là biết trân trọng từng đồng tiền nhỏ mà họ kiếm được, đúng không ạ? Họ sẽ trân trọng từng cơ hội, họ sẽ chơi và làm quen với những người thành công hơn họ, đúng không ạ? Họ sẽ ngưỡng mộ, họ sẽ học hỏi từ những người thành công, họ sẽ không phàn nàn nè, không nói xấu nè, không tiêu cực, họ sẽ chịu trách nhiệm 100% những việc mà họ làm, đúng không ạ? Tất cả những đặc điểm này có một điều rất hay, thậm chí là hay nhất, các anh chị. Đó chính là ta có thể, đó chính là các anh chị có thể tự rèn luyện, tự tập luyện cho mình mỗi ngày, các anh chị, ngay từ ngày hôm nay, mà không cần phải chờ cho đến khi mà chúng ta có nhiều tiền, các anh chị, không cần nha. Rất hay là chúng ta có thể là tự luyện tập cho bản thân mình ngay từ ngày hôm nay mà không cần phải có nhiều tiền, đúng không ạ? Vì vậy bằng cách là bằng phương pháp bắt chước như vậy thì mỗi ngày từ từ các anh chị sẽ luyện cho mình được những cái đặc điểm và cách tư duy như vậy, và chúng ta sẽ nâng cao cái tần số rung động năng lượng của mình lên mỗi ngày, các anh chị. Không phải là ngày hôm trước hôm sau mà chúng ta tăng ngay, mà chúng ta sẽ tăng lên từ từ, đúng không ạ? Và các anh chị cũng cần phải chú ý rằng là các anh chị sẽ bắt chước những cái cách tư duy, đúng không ạ? Bắt chước những cách tư duy nè, đặc điểm và thói quen của những người thành công, mà chứ không phải là bắt chước những cái hình thức bên ngoài của họ, các anh chị. Và có rất nhiều người họ nghĩ rằng là chúng ta sẽ bắt chước người thành công bằng cách là chúng ta phải ăn mặc thật là sang chảnh, các anh chị. Không cần nha các anh chị, không cần phải ăn mặc thật là sang chảnh, không cần phải đi tới những cái resort 5 sao, sau đó đứng cạnh những chiếc xe hơi đắt tiền đó, hay là những căn biệt thự, những căn biệt thự là hàng triệu đô la đó, để là chụp hình rồi sau đó đưa lên mạng xã hội rồi khoe khoang với những người khác là họ là những người thành công, các anh chị. Chúng ta không cần phải làm điều đó, đúng không ạ? Hoặc là họ là những người đó, họ sẽ đi ăn những cái bữa ăn rất là tốn kém, các anh chị, rất nhiều tiền, các anh chị. Sau đó là làm gì ạ? Sau đó chụp hình lại và đưa lên mạng xã hội
và thể hiện rằng tôi có rất nhiều tiền, tôi đến ăn những cái nơi sang chảnh, đúng không ạ? Và nói quá về cuộc sống của mình, và thể hiện rằng là mình giống như là những người giàu vậy đó. Thì điều đó không phải, các anh chị, đó không phải là vẻ bề ngoài của những người thành công mà các anh chị nghĩ đâu. Thật sự là như vậy, các anh chị. Nhưng mà không phải. Điều mà chúng ta thật sự bắt chước ở họ đầu tiên đó chính là cách suy nghĩ, các anh chị ha. Cách suy nghĩ của những người thành công. Thế thì trong cuốn sách 17 điều khác biệt giữa người giàu và người nghèo đã nói về những người có khả năng là đã nói về những người mà họ có khả năng thu hút tiền bạc ấy, thì chúng ta phải học cái cách tư duy và suy nghĩ như vậy. Chúng ta bắt chước những cái đặc điểm và những cái phẩm chất của họ thôi, những cái thói quen, những cái suy nghĩ của họ thôi, chứ không phải là bắt chước vẻ bề ngoài của họ, đúng không ạ? Vậy thì những người thành công thì họ có phẩm chất gì, các anh chị? Theo anh chị thì những người thành công thì họ có phẩm chất gì ạ? Có thể comment xuống đoạn video này để chúng ta cùng giao lưu với nhau, được không ạ? Ok, rồi ví dụ như là những cái phẩm chất mà họ thường có nha, ví dụ như là tính chính trực, sự tập trung nè, sự chịu trách nhiệm nè, sự chăm chỉ, luôn luôn tạo ra giá trị cho những người xung quanh, rồi họ kiên trì làm, kiên trì và kỷ luật đối với những điều đó, đúng không ạ? Vân vân. Thì tất cả những cái điều mà chúng ta, những điều đó chúng ta sẽ bắt chước họ, những cái phẩm chất đó, các anh chị, chúng ta sẽ bắt chước những cái phẩm chất đó và chúng ta sẽ mô phỏng lại những cái thói quen của họ, đúng không ạ? Mô phỏng lại những cái thói quen của họ. Họ có thói quen dậy sớm thì chúng ta dậy sớm, đúng không ạ? Họ đọc sách thì ta cũng đọc sách. Họ tập thể dục thì ta cũng tập thể dục. Và như vậy là có nghĩa là chúng ta đang mô phỏng đúng, và dần dần rồi các anh chị sẽ nâng cao cái tần số rung động của các anh chị lên, để mình có thể là phù hợp với những cái tần số rung động của tiền bạc và của sự giàu có, đúng không ạ? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ ba. Vậy thì mô phỏng thu hút tiền bạc là như thế nào, các anh chị? Chúng ta sẽ thực hành như thế nào? Ở trên thì chúng ta đã lấy ví dụ về việc là mô phỏng một người thành công thì sẽ như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thì chúng ta đang muốn thu hút tiền bạc về phía mình, vậy thì chúng ta cần phải là hiểu những cái đặc điểm, những bản chất và những bí mật hay là gọi là những cái nguyên tắc của tiền bạc. Sau đó chúng ta sẽ mô phỏng lại những nguyên tắc này, thì lúc đó thì các chị sẽ tự động thu hút tiền bạc tới với mình một cách tự nhiên, một cách thuận theo tự nhiên nhất, đúng không ạ? Không cần phải gượng ép. Tức là các anh chị biến mình trở thành người có tần số rung động phù hợp với tiền bạc đó, thì lúc này dòng chảy tiền bạc thì sẽ chảy càng nhiều thông qua các anh chị. Và đó chính là cách mà chúng ta sử dụng luật hấp dẫn để thu hút tiền bạc về phía mình nhiều hơn, đúng không ạ? Vì vậy thì trong chuỗi 10 video này, 10 video về bạn và tiền này, thì tôi thì Quang sẽ chỉ ra cho các anh chị là những cái đặc điểm, những cái bí mật và những cái nguyên tắc quan trọng nhất của tiền bạc mà các anh chị có thể là mô phỏng theo để làm gì ạ? Để có tần số tương ứng với tiền bạc, để từ đó sẽ giúp cho chúng ta là thu hút tiền bạc tới với mình một cách hiệu quả hơn, lâu dài hơn và bền vững hơn. Và trong 9 video tiếp theo thì mỗi video thì Quang sẽ chia sẻ với các anh chị về một bí mật, một nguyên tắc. Mỗi video là một nguyên tắc cho các anh chị mà các anh chị có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống của mình. Và đây là những công thức mà Quang đã được học từ những người thành công, những nhà tâm thần học, những nhà tâm linh học, đúng không ạ? Đã đúc kết riêng những cái nguyên tắc này về tiền bạc và giúp cho chúng ta có thể ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Và các anh chị nhớ rằng là những nguyên tắc này nè,
là chúng ta nó không phức tạp đúng không chị? À, những nguyên tắc này đó, tưởng chừng như là nó rất là phức tạp, nhưng thực ra những bí mật này cực kỳ đơn giản và chỉ có rất ít người biết thôi các chị. Và nếu như các chị biết và các chị có thể thực hành vào cuộc sống của mình mỗi ngày thì Quang đảm bảo luôn là mọi thứ, tình hình tài chính của các chị sẽ biến đổi dần dần và các chị sẽ cảm thấy nó rất là kỳ diệu các chị, cảm giác rất là kỳ diệu và cảm giác đó sẽ đến ngay lập tức ngay chính bên trong của các chị, đúng không ạ? À, khi nó có sự thay đổi, đúng không ạ? Vâng, và cảm ơn các chị đã theo dõi video này, theo dõi buổi live stream này, và hãy nhớ các chị nếu như mà các chị có câu hỏi hay thắc mắc gì thì các chị có thể là comment xuống video này để chúng ta có thể là cùng nhau thảo luận với nhau, cùng nhau trao đổi với nhau, đúng không ạ? Để qua có thể học hỏi thêm từ các chị nếu như các chị có những cái điều mà các chị nhận thấy trong cuộc sống này, đúng không ạ? Và Quang sẽ tiếp tục chia sẻ về các nguyên tắc còn lại trong chuỗi 10 video. Cho nên thì các anh chị nhớ ủng hộ Quang nhé. Vâng, cảm ơn các anh chị đã theo dõi và hẹn gặp các anh chị ở những buổi livestream sau. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.